Xin chào mọi người, quay trở lại với mình là NOVE đến từ No Sleeping. Hôm nay chúng ta sẽ trở lại với game gì đây nhở, quên mất rồi. À, câu cá vào cuộc sống, live fishing. Bữa trước thì cần của mình đã level 90 rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục. Hôm nay chúng ta sẽ tới biển tự do các bạn ạ. Tên đã thấy hay rồi đúng không? Tượng nữ thần tự do. Chúng ta sẽ tới với nước Mỹ xa xôi. Nhiệm vụ sẽ là câu con cá chê sọc và triệu tập hai em cá vỗ và cá máy chèo. Mình sẽ câu cá vỗ trước. Tên là vỗ hả? Con cá này lạ nhỉ? Chưa nghe bao giờ. Để triệu tập cá vỗ thì chúng ta sẽ câu cá nhỏ có ngạnh 30 em. À, 30 em chắc cũng easy, đơn giản thôi. Ê, bỏ cái mồi này ra cho nó đỡ tốn kém nhỉ. Cá có ngạnh nó nhỏ mà, con này nó nhỏ, 1 sao. Ui, tôm, đây, chính nó. Đây, 1 em này. 30 em này cũng nhanh thôi, mình nghĩ là nhanh. Ui, dễ đấy. Vèo tí được 2 nhóc rồi. A few moments later. Ui, câu em này nhanh, mình câu được 29 em rồi, còn 1 em nữa thôi. Con cá này nó ở sát mặt nước nên câu nhanh. Ui, bầu trời New York đẹp thế. Về đêm có trăng nữa chứ. Đâu nhở, còn 1 em nữa thôi. Anh vẫn nhớ buổi tối hôm đó, trời có trăng. Tượng nữ thần tự do vẫn giơ cánh tay lên và gọi: mời chào anh câu những chú cá ngạnh nhỏ. Đây rồi. À không phải, con này là ngạnh xanh các bạn ạ. Ơ, sao tự nhiên bây giờ lại không câu được con nào đây này. Buồn cười thế nhở. Cứ khi nào mà chúng ta gần đạt được cái mục đích ạ, thì cuộc đời á, nó luôn luôn cho chúng ta những viên gạch vào mặt các bạn. Sắp thành công rồi là bắt đầu đủ thứ chuyện xảy ra. Không chuyện này chuyện kia, không mất thứ này thì mất thứ kia, không liên quan đến vấn đề sức khỏe thì liên quan đến mặt tình cảm. Cuộc sống mà, đến tận bình minh rồi mà tôi vẫn chưa câu xong. Quá, một con nữa thôi mà. Ê, sao buồn cười nhờ, tự nhiên bây giờ không thấy em nào. Chắc là nãy giờ tôi câu hết rồi sao á. Anh vẫn còn nhớ buổi bình minh ngày hôm đó, em nói rằng sẽ thật khó để chia tay, nhưng mà em vẫn ra đi. Những cái cách mà em ở lại, chưa bao giờ anh nghĩ rằng mọi thứ lại không tồn tại đây rồi. Ok, chúng ta có thể triệu tập cặp vỗ rồi. Triệu tập. Có. Ui, nó ở ngay cạnh con cá chê sọc này. Đùa tao à? Có khi mình câu được cả em cá chê sọc luôn đấy chứ. Đây là một em cá 4 sao, chúng ta có 8 phút thôi. Vẫn tiếp tục những cái trang bị không thể thiếu. Nào, mong sao là sẽ đủ. Không quá tốn kém. Xác định vị trí em cá vỗ, tên là cá vỗ. Vỗ, ẩu. Thấu. Bỏ qua. Ê, mình mới tắt cái báo thức. Đây, thấy em cá vỗ rồi. Sao tên là cá vỗ nhỉ? Nghe nó buồn cười nhỉ? Không biết là ngoài đời thực có con cá vỗ không? Đây là một chú cá vỗ mang tên hình hài. Hình hài của đất, hình hài của trời. Ở đây, đây, cắn. Ô câu luôn này. Không biết level bao nhiêu nhưng cần hiện tại của mình level 90. Bữa trước qua rừng và sông mà chúng ta phải có level 90 rồi. Thôi, xong rồi. Tiếp đến sẽ là cá mái chèo. 70 em cá hạt bí, không ổn rồi các bạn ơi. Cá hạt bí này 3 sao, tức là chúng ta phải cần mồi 2 sao đấy. Tốn kém đấy. Trời đất ơi. Mồi 2 sao, tốn kém đấy. Đây, trang bị mồi 2 sao. 70. Trời đất, còn 192 ngàn. Cá
cái cá hạt bí. Chắc là nhìn giống hình hạt bí ha. Chắc là có lẽ vậy nên bầu trời vẫn đầy sao. Không có em cá hạt bí nào đây à? Hay là ở tầng tầng nước thứ hai nhỉ? Chắc tầng nước thứ hai quá. Đây nè, tầng nước này có cá hồi này. Ui. Em cá hạt bí này không đơn giản rồi. Quăng cần hai lần mà không thấy. Đây đây đây. Thấy rồi đây. Anh đã từng nói rằng nếu mà tình yêu như hạt bí á thì em cứ đi đây vì anh không thích cắn đâu. Đơn giản vì bí mà đem hầm với xương á, vừa ngọt vừa tốn cơm. Mới được có một em thôi, trời đất ơi. Câu được 70 em chắc chảy rào chóc vẩy quá. Ở đây đây, có một em nữa đây. Tốn nữa chứ, tốn tiền mua mồi 2 sao, không đơn giản rồi. Cố lên nào, cố lên. 2 hours later. Câu từ sáng tới đêm, từ đêm tới sáng chảy ra trong vải, tốn bao tiền bạc. Được 69 em rồi em ạ. Được 69 em rồi các bạn ạ. Còn một em nữa thôi. Đây đây, một em nữa đây, nhìn thấy rồi. Chúng ta vẫn trở lại với bầu trời đêm của New York, nơi mà tượng tự thần tự do vẫn đưa tay lên trên nóc. Rồi, ok. Cá mái chèo. Nào, triệu tập cá mái chèo. Triệu tập, ok. Cũng ở gần vị trí của con cá chê sọc luôn. Cá này cá mái chèo. Không biết ở ngoài đời có con cá mái chèo thực sự không, hay là chỉ là một cái sản phẩm mà, một cái sản phẩm mô phỏng trong game thôi. Có nhiều thứ mà chúng ta không thể nắm bắt được, như cái cách mà tôi đang bắt con cá mái chèo. Nào, xác định vị trí. Mong sao mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Ô, câu được em. Đây đây, cá mái chèo thấy rồi đây. Mình thấy con cá mái chèo rồi. Cá kỳ lân. Lùi lại một chút để cho cái lưỡi câu nó chạm ngay mồm. Ngay mồm em cá mái chèo. Né 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 ra nào. Đây đây đây. Dễ quá nhỉ. Hôm nay có vẻ là một buổi sáng tốt lành đối với mình. Câu phát nào được phát đấy. Chúng ta tới với em cá chê sọc. Đây là một em cá 4 sao. Đấy, nãy mình nhìn thấy rồi mà. Cá vẫu, cá mái treo. Chê, cá chê để còn sọc nữa chứ. Một hàng trăm đám cưới chứ. Hay là 100 nhỉ? 100 đám cưới không bằng hàm dưới cá chê. Tại sao lại có câu nói như vậy? Ai có thể giải thích cho tôi không? Để lại một comment giải thích tại sao ấy. 100 đám cưới không bằng hàm dưới cá chê. Các cụ ta có những cái câu mà nó rất là hay ho. Cá chê ở đây là chê bai hay là sao? Hay là cá chê thật? Hay là một món ăn thực sự? Đây rồi, cắn được luôn. Anh đã câu được con cá chê rồi. Em có thích ăn không? 100 đám cưới cũng không bằng đâu, nên em đừng có chê. Chúng ta đến với biển khoa học. Ê, ở đây còn cái cá gì hay ho nữa không? Để tôi thử quăng cần một phát nữa. Còn cá gì cứ hay ho chúng ta câu luôn, không nói nhiều. Có vẻ như hết cá hay ho rồi. Tới với biển khoa học thôi. Ở đấy có nhiều thứ hay ho hơn. Ok, qua biển khoa học. 135.000 tiền. Ngon quá nhờ. Tới với biển khoa học nào. Ok, hẹn gặp các bạn ở biển khoa học nhé. Mình sẽ kết thúc video. Video gì nhỉ? Tượng nữ thần tự do ở đây, biển tự do ở đây. Thế nhá, hẹn gặp các bạn sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.